Định chào các bác rồi nhưng mà lại thôi, lại nhặt được mấy cái đoạn dây uốn cho các bác ạ. Đấy, giờ ưng lắm, nhìn trên camera không thấy gì, chứ nhìn ngoài ưng lắm các bác, nhìn này này nhá, khỏe tí các bác nha. Đấy, con lành đấy, có tiền rồi đấy, không là đâu. Đấy, đúng ý đồ luôn, đúng ý đồ. Cái tay này là đua ra, hơi bị đua phía này, bẻ vật nó lại phía sau. Tay này bẻ quá chuẩn, bẻ chuẩn từng cái răng một rồi, đủ vừa đủ dây, kể cả như nhặt như nhất. Đấy. Đấy, sau này cho cái này nó mạnh lên, thật mạnh. Đấy, đấy các bác xưa nhìn thích, thích, thích luôn. Đó. Quay các bác cái này, cây mình thích mà. Thứ nhất cây mình thích, thứ hai là làm được ra nó ưng ý, theo ý mong muốn của mình, sướng. Thiếu tí 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 dây ở đây này. Đó. Rồi, để cái thấp xuống tí nữa. Rồi. Bây giờ thì chào các bác thật nha, tôi xem video nhá. Rồi, xin chào các bác. Hôm nay tiếp tục làm guitar, vào dây guitar này nhá. Hôm trước mới có tuốt lá cũng chưa định làm gì, hôm nay quyết định vào lại dây các bác. Đấy, lá lọc non nó cũng đã ngả màu, cũng thành lá già rồi, sắp già hết rồi, cho nên là làm được. Hôm nọ tiếc tiếc mấy cái lọc non đỏ đỏ như quả ớt ấy. Đấy, hôm nay thì nó chuyển từ màu lá bánh tẻ, làm được rồi các bác nha. Sơ qua một tí các bác nhỉ, các bác nào theo dõi thì phía trước thì biết được là cây này của em như nào. Đây, nó hơi bị lệch về bên này một tí, cho nên là em sẽ vào dây để cho cái ngọn nó mạnh hơn và có một cái tay nó hồi về gốc này nó khỏe hơn, chứ không lấy cái tay bên này hồi để hồi đầu và nó bể lại cái tay bên kia. Đấy, trước khi bẻ các nha, tí nữa sau thì khi làm xong thì nó có cái gì khác không anh nha.
Thank you.
cơn xoay. Vừa làm được tí rồi các bác. Đấy. Thì nói chuyện tí không có loại im như thóc. Là nói cái chuyện là xoay xoay thì là chắc 1-2 hôm nữa thì em làm một cái đôn xoay cho nó hoành tráng. Có đồ rồi, có máy hàn hết rồi. Làm đôn xoay, làm cây cho nó chuyên nghiệp dần. Cứ dần dần đấy các bác. Làm tự chế thôi, tự chế nó vui. Đấy. Tự chế thôi. May có cái này nó để lên trên cái đôn kia nó xoay được. Các bạn bẻ lại tí không có gì tí nữa rút hết vào ngọn xem tình hình nào đã và đến đâu tính đấy.
không? Mua coi, trả lời ơi, nước này. Thôi chịu ăn. Rồi. Thank you.
Ở đây chín tiếng lắm nhỉ, nhiều cán bộ anh chín tiếng lắm, chả đập đâu mà chả thấy đâu. Ừ đây nhiều gầy quá chả muốn làm việc đâu mà thì cả là đến nghỉ việc với chả là chùa tháng nay cho có chiều bạn, tháng nay có chiều hai bạn. Nó vẫn sang đi theo nó mà chưa nhiều nha, nó bảo nó lại bị theo chứ đến nó bảo nó lại bị theo cổ thế đấy, nó thế đấy, còn ở cái bên cạnh thế là sướng thôi, thấy chả phải chưa được về quá tám chưa gầy thế mà văn ơ gầy quá chả kiếm cho vài cái chứ tháng được chịu chịu vặt nó thì chả làm chả nợ được đến bảo như nó đến bảo như nó các bạn đang làm video cái này yếu nhầm nhăn cả chú mình nói chuyện gì nó bảo là thế cái năm này cũng đâm một ràng ở chỗ nó năm câu thì cái đứa cột gì thì mông mới nhai nên toàn cái chùa cô đánh đắt được cô thái và thứ năm cái đường lên dễ trái chỗ nhà quả lên được. Chỗ nhà mâm non mà đi chung chơi gì về con nhà nó có hết, có một nhà dưới có nhà biển năm hai nữa.
rồi đấy, tôi biết đấy. Đây đây thì chú nhá, văn hóa gì phải xuống gì hỏi gì chú ý gì biết rồi 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 ba cái đấy chú lấy cái nhông tái đấy nha. Ừ, để mai ta đến đây luôn tí không có cùng con đi nha. Có kiếm được đâu, có kiếm được đâu không các bạn. Ơi rồi rồi nha, rồi rồi hôm nay chơi nói như buôn buôn vẫn gặp nhau tí chứ đừng có không gặp nhau chán quá. Đầu dơ dàng mai suốt dơ lại dàng mai suốt đầu mẫu đồng bảo dơ dàng mai suốt nha ra nha. Rồi 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 cảm ơn cảm ơn. Rồi 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 cảm ơn đầu mẫu đồng cũng được nha. Đầu mẫu trả dàng mai đâu như gặp nhau. Hồ Khánh buồn có cái đó. Đó tạm thời như thế. Quá to, lười hơi lười thôi. Hết bố dây rồi. Hết một cái dây nhỏ. Này có dế gì không?
hết mất dây rồi. Còn cái đoạn này thì bị cấu mất hôm trước rồi, ngọn chính, đúng ngọn chính luôn. Thì em cũng định là cái này ngọn, cái này ngọn này để theo chiều này, mà nó đang bị theo cái chiều, nó đang bị theo chiều ngang, không được thuận, đang bị theo chiều ngang, mà dọc thân của nó lại là theo chiều này, nó lại đuối, cho nên là đang đẩy lại chỗ kia thì cắt đi, tí nữa cắt đi cho nó xuôi cho chiều này, nó dài của chiều này và tam giác lệch cũng hướng ở phía trước xung quanh hai bên này. Đấy, nó đang bị tam giác lệch ở hai bên này, mà em lái nó sang thế này, bên kia, đấy. Thì cái giống đa này nó rất là dẻo, làm rất là dễ, rất là sướng. Các bác mình mỗi tội hết mất dây, quấn nó hơi qua loa, cắt bớt đi.
Đây. Đấy nha. Nhìn camera không rõ, ở ngoài thì nhìn em thấy nó ok hơn nhiều lắm. Đấy. Cảm giác lệch bây giờ lệch phía sau quá nhé. Chỉ lệch về mình. Ý đầu của em về phía này, này. Đấy, cảm giác này. Hồi đầu, hồi về gốc. Hồi về gốc này. Chứ không phải là theo chiều ngang như vừa nãy. Đấy, các bác. Tất nhiên nó còn thiếu ở đằng này, với lại cái cảnh hồi đầu nó bị đuối. Đấy. Đấy. Tí nữa làm kiếm tiếp mấy đoạn dây nữa để làm nốt cái mấy cái ngọn cho nó ngon lành các bạn. Xong rồi đây là giai đoạn 2 nhá. Giai đoạn 3 là sẽ sửa cái hòn đá này. Đấy, bởi vì nó đang bị lệch, hòn đá nó đang bị chéo ở kia. Bị lệch một tí. Đấy, có thể sẽ đục bỏ, cắt bỏ bể. Đấy là giai đoạn 3. Suy nghĩ tiếp thôi. Đấy, một số chỗ nó đang thiếu dây như cái ngọn này, cái ngọn kia. Một số chỗ nhỏ nhỏ nó tí nữa mình nhặt nhạnh để vặn nốt nó vào các bạn nhé. Xem lại một lần nữa các bạn nha. Rồi, xin cảm ơn các bác. Định chào các bác rồi nhưng mà lại thôi. Lại nhặt được mấy cái đoạn dây uốn cho các bác ạ. Đấy, giờ ưng lắm. Nhìn trên camera không thấy gì. Chứ nhìn ngoài ưng lắm các bác. Nhìn này nhá. Khỏe tí các bác nha. Đấy. Con lành đấy. Có tiền rồi đấy. Không là đâu. Đấy. Đúng ý đồ luôn, đúng ý đồ. Cái tay này là đua ra, hơi bị đua phía này, bẻ vật nó lại phía sau. Tay này bẻ quá chuẩn. Bẻ chuẩn từng cái răng một rồi. Đủ, vừa đủ dây. Kể cả như nhặt như nhất. Đấy. Đấy, sau này cho cái này nó mạnh lên, thật mạnh. Đấy, các bác xưa nhìn thích không? Thích luôn. Đó. Quay các bác cái này. Cây mình thích mà. Thứ nhất cây mình thích, thứ hai là làm được ra nó ưng ý theo ý mong muốn của mình. Sướng. Thiếu tí dây ở đây này. Đó. Rồi, tí nữa để cái thấp xuống tí nữa. Rồi. Bây giờ thì chào các bác thật nha. Tôi xem video nhá.